Rồi em chào tất cả anh em ơi. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em với Phụng nãy giờ em nói thiệt với anh em là đã quay hai lần rồi đó, quay mới lần này là lần thứ hai hả? Lần thứ hai mới quay được cho anh em nè. Đi dưới em trời đang đổ cơn mưa. Đang đổ cơn mưa giống như là mình coi phim Tây Du Ký mà yêu quá sắp tới. Vừa quay mà vừa chạy mưa. Em lên cho anh em một cái con máy này là RS 70. Anh em nhìn cái nước sơn zin nó còn nè. Cái này là cái công sức của ông Phụng nó trà rửa dữ lắm mới được gì anh em. Đàn ông vậy nè. Đó yêu quái tới nữa anh em ơi. Rồi sao đây? Sao đó Phụng? Kéo xích đây nha. Đây nè. Rồi ok. Gom ơi, tiếp anh Phụng gom ơi. Đó tình Phụng luôn rồi. Cái gà hai ốc ở dưới cho anh Phụng quay xỉn luôn. Trời ơi. Anh em thấy ông Phụng nó chơi nhiệt tình với anh em luôn á. Nãy giờ kia em xiết xiết ra anh ơi. Xong rồi anh ơi. Đây cái ngoại hình đó thì anh em coi nè, rất là đẹp luôn, nhưng mà nó có cái yếu điểm chỗ nào Phụng? Phụng dâu bị lũng nè anh em. Phụng dâu mớp đây là lũng lũng nhỏ thôi, mớp nói chung là thùng dầu rất là xấu. Đây một lỗ, cái lỗ này là như cái này thì nó thùng nhẹ không không sao đâu, cái này dễ gì lũng nữa. Cái này thì nó bị cấn nhẹ xuống một tí xíu anh em, nhưng mà đàn ông anh em nhìn mới nè, ốc cũng rất là mới luôn. Máy thì sạch trơn, cô gan có cái dập heo này không Phụng? Có đầy đủ. Có. Đây. Đó, đầy đủ ở đây trong Phụng lấy cho anh em bà con mình coi nè ha. Cái này là cái áo gió. Cục heo. Nói chung bị cái này em thấy cái dàn ngoài nó dàn áo nó rớt. Thì em không có gắn vô ha. 2m2 cái cốt 2m35. Rồi anh em nhìn nè ha. Là nó có đầy đủ, anh em nào nữa có lấy thì em có chốt được thì em gửi luôn cái phần này cho anh em nha. Cái này sáng nó có dính ti nhẹ rồi có tháo heo ra làm lại cho anh em. Đây, đó là lời có ông Phụng nói. Anh em ở đây có gì là cho anh em hay ha, chứ hoàn toàn không có giấu giếm. Còn máy nào tệ quá thì ông Phụng nó lấy búa nó phận. Em bán ký 10.000. Ký 10.000 rồi thời gian em tâu na việc dục luôn. Nhưng mà tâu na việc dục lãi gì Phụng. Anh em nghe đừng anh em giỡn thôi, chứ anh em nào mà ví dụ mà có nghe biết được cái tiếng nói đừng chửi em nghe, em giỡn chơi gì đó nghe, chứ em không có biết gì. Nghe người ta nói giỡn vui vui gì đó, dường như tàu na là đi vậy đó, đi biệt dục là đi xa. Còn cái anh em nhìn cái giá đèn nè, giá đèn thì rất là mới, đuôi rất là mới luôn, nhưng mà này em nghĩ chắc ở trên nó rớt cẩu nó móc xuống nó rớt bể giá đèn rồi móc này nghe anh em. Còn dây cu go nãy mình thay rồi hả Phụng? Thay dây cu go mới. Còn sau lưng ở đây, nói chung cái máy thì anh em nhìn cái bánh chớn anh em đủ quyền luôn á. Mà chỉ có cái ngoại hình. Ngoại hình quá trời bị móp méo. Để em tí xíu. Mình làm thấy mồ luôn, mình không có được đi chơi mà vậy tư cái ngày vậy tư được đi chơi. Rồi để em quay cái số seri cho anh em mình coi ha. Để không có làm mất thời gian mình. Cái này số seri nó là 2019 nha anh em. 2019. Còn máy này bảo đảm với anh em là chất lượng luôn á. Nãy em nói có thùng dầu mới lắm á Phụng. Thùng dầu mới á. Thùng dầu mới lắm mà nó lủng chỗ này nè anh em. Trời ơi, lủng gì đâu á. Thùng dầu trắng phiếu anh em ơi. Mà lủng cái này. Nói chung anh em về đắp lại xài vẫn được bình thường ha. Chứ không phải là mình xài không được. Mà chỉ có điều nó hơi xấu thôi. Như cái bô nè. Trời ơi đứt ruột cái bô này luôn. Cái máy này. Rồi để mình nói cũng mất cái thời gian của bà con mình. Giờ mình vô đề tài chính luôn đi. Em nẻ nó cái luôn đi Phụng. Đẩy nó liền. Đẩy liền. Hôm nay cho em xin quay cho nó. Quay giáo ngắn lại ha. Cái máy chạy cực chất lên đây nè. Cực kỳ đã luôn. Trời ơi, máy chứng máy chạy. Đó, trời chứng máy ngồi. Chạy không khói luôn á. Hụn tiếp hoài luôn anh em. Chạy mà hắn. Hụn máy chạy không có khói như nào hết chứ. Mà nó bị mốt cái thùng dầu. Tiếp gì đâu có bơm nhất nguyên.
quá trời uổng luôn rồi. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em nói anh em là cực kỳ đã luôn. Anh em nhìn cái nút nước này nè, nó còn vuông đủ bốn cạnh luôn á, là rất ít xài. Nhưng mà nó có dở một cái là nó bị cái thùng dầu anh em. Thùng dầu bị mốt. Cái này em xả cho anh em luôn ha. Cái này em tính anh em là 4,6 triệu, em ship 400.000 là 5 triệu nha anh em. Anh em nào có làm được, nếu mà cần máy chất lượng ha, mà không cần nhận lông thì máy này em nói ra anh em là đỉnh luôn. Chắc chắn với anh em luôn á, em không có nói nửa lời mà nói dốc luôn. Không có nhiều tiền nhưng mà em thấy cái máy này quá tốt. Quá tốt mà uổng cái vàng lông quá. Anh em nào có làm được thì alo em nha. Cái số điện thoại em để trên màn hình. Anh em thông cảm em, trời thì rất là mưa, đang mưa lớn lắm luôn á. Chơi nhiệt tình với anh em là quay trong mưa luôn. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản nha. Anh em cọc đúng cái tiền ship là 400.000. Phần còn lại thì máy giao tới nhà anh em kiểm soát, kiểm tra rồi thanh toán với shipper ha. Rồi cho em cảm ơn tất cả anh em bà con cô bác mình đã xem hết video của em. Đặc biệt là cảm ơn anh này nè. Anh chơi trời mưa mà anh chơi nhiệt tình luôn, nó lên anh ơi. Làm xong rồi lên anh ơi. Quay dưới mưa luôn đó anh em. Ở đây có được miếng ghèm chút xíu à. Rồi cho em cảm ơn bà con cô bác mình nha, đã xem hết video của em. Chúc bà con có một buổi chiều thật là vui vẻ. Rồi cảm ơn em nhiều nha, phải không? Bye bye bà con.